Một ngày đẹp trời, bạn tìm tới cửa hàng vật nuôi. Giữa hàng loạt lựa chọn, bạn quyết định mua một đôi chuột hamster do nghe lời quảng cáo từ chủ cửa hàng. Mấy con này dễ nuôi lắm. Nhưng đó là một cú lừa. Bạn có thể sẽ phải chứng kiến vật nuôi của mình vĩnh biệt cuộc đời theo cách kinh hoàng nhất. Gần như mọi thứ trên đời đều có thể giết hamster. Sau đây là một vài câu chuyện có thật. Những người nuôi đã từng thấy hamster của mình tự đâm đầu vào tường, nhảy vào lò sưởi, kẹt đầu trong bánh xe quay, nhảy từ thành lồng xuống. Bay màu vì tiếng khoan đục. Thấy đèn flash, giật mình. Chủ hắt xì hơi, giật mình. Nhìn thấy mình trong gương, giật mình. Hắt xì hơi mạnh quá. Nóng quá. Lạnh quá. Ăn rau muống bị nghẹn. Ăn rau ngót bị tiêu chảy. Ăn vội bị rách mồm. Bị mèo ăn thịt. Bị đồng loại ăn thịt. Chủ sách lên mạnh quá, bị lòi mắt. Tự lôi mắt của mình ra. Những con hamster có thể giữ kỷ lục về số cách chết. Các chủ nhân thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi chuột nhà mình chết quá lãng xẹt, còn chuột hàng xóm lại sống thọ. Và đây là một vài bí mật về hamster. Hamster rất đa cảm, chúng có hệ thần kinh khá giống người nhưng mỏng manh hơn. Gặp trải nghiệm tiêu cực, chúng có thể bị trầm cảm, bắt đầu thực hiện các hành động kỳ lạ và tệ nhất là tìm cách tự sát. Ngoài ra, chúng thường bị bệnh tim. Đây là căn bệnh thật sự phổ biến ở hamster. Khi quá sợ hãi, chúng có thể bị đột tử. Đương nhiên, vẫn có những con hamster cục xúc không ngại va chạm, nhưng chỉ là thiểu số. Để bảo vệ hamster, người nuôi cần phải hiểu về chúng. Có thể dễ dàng tìm thấy mọi kiến thức về hamster ở trên mạng. Đáng tiếc là nhiều người nuôi có vẻ bận làm việc khác. Đừng mắc sai lầm giống họ nhé.